Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Văn phòng Bộ Công Thương với vai trò là bộ máy giúp việc, tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo bộ, đồng thời là bộ máy hậu cần, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc bộ, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ của Văn phòng Bộ Công Thương, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, năm 2021, Văn phòng Bộ đã làm tốt nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi sát dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp liên quan đến ngành công thương. Thông tin được cung cấp nhanh chóng, chính xác đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của ngành công thương. Phát huy những kết quả đã đạt được, Văn phòng Bộ Công Thương cần bám sát hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương và Chính phủ, các chương trình công tác của Bộ để tham mưu cho lãnh đạo Bộ triển khai, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành, giao nhiệm vụ cụ thể và quan tâm việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổng hợp, cập nhật tình hình một cách thường xuyên liên tục để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tác phong của người làm văn phòng theo hướng trung thành, tận tụy, linh hoạt, nghiêm túc và chu đáo. Duy trì củng cố khối đoàn kết nội bộ, kỷ cương kỷ luật trong từng đơn vị. Nhân dịp này, Văn phòng Bộ, các tập thể và cá nhân đã được Bộ Công Thương trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cùng nhiều bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.